Mến chào các bạn, cũng một nơi quen thuộc là chỗ anh Thanh đó. Thì hôm nay đến để nhờ anh giới thiệu một số phô mai cho anh chị và các bạn giao lưu. Chào anh Thanh à. Dạ, chào dạ, anh em nha. Rồi rồi, chào anh. Hôm nay giới thiệu những cái phôi nào đây anh ơi? Dạ, hôm nay em về một lô này 20 phôi giá rẻ, mai vàng đến nôm đẹp đẹp không anh em? Dạ. Dạ. Như vậy là clip đầu tiên này mình khoảng mấy phôi anh? Dạ, 10 phôi anh. 10 phôi. Dạ. Rồi vậy mời anh, cái này là số 1 nha anh em. Dạ, số 1. Mấy cây này nó trong hàng mini không, em không có đo hoành anh em. Dạ. Anh em chỉ nhìn cây với lại số thứ tự rồi em báo giá từ cây vậy đó. Anh em coi trên trên clip đó, anh em điện thoại chốt cho em cây số mấy nha anh em. Em rồi. Không có đo hoành. Rồi, dạ. Vậy là mã số 1 đó nha anh em. À, cây này mã số 1. Thì cũng nhờ anh Thanh quay đây cho bà con mình xem rõ vậy thôi nha. Hỗ trợ cái viết trên cái cưa. Dạ, này là chiều một tay sáng, hai tay là em phát. Rồi, chỉnh sửa tí xíu cho nó đồng thanh đồng cũ nha anh em. Những phôi mini cho anh em chơi. Thì mọi chi tiết thì chúng ta sẽ liên hệ qua số điện thoại. Rồi, mã số 1 anh ơi. Dạ, mã số 1. Giá 1 triệu anh em. Số 1 1 triệu luôn, dễ dạ. Nhớ. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Giờ cho số 2 lên anh ơi. Rồi, số 2 nha anh em. Đây, số 2 đây. Cho em xin dòng nhẹ đi anh. Dạ. Anh em nhìn rõ nha anh em. Có gì thì gọi điện thoại, thích thì gọi điện thoại liền. Rồi, số 2 nha anh em. Rồi, mã số 2. Sứa quá bén nha anh em ơi. Có đặt sứa nhờ anh Thanh mua luôn. Kèm theo nhớ tiền nha. Này mã số 2 anh. Dạ, mã số 2 cũng 1 triệu luôn anh em. 1 triệu đồng giá luôn. Số 2. Rồi, anh em nhớ đọc rõ mã số nha, số 2 nha. Dạ, cho em số 3 lên anh ơi. Một dòng nhẹ đi anh. Dạ. Đế nôm đẹp đẹp không anh em? Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cho em số 3 lên anh ơi. Đây, mã số 3 đây anh em ơi. Đẹp quái luôn anh em. Mã số 3. Mong anh em nhìn rõ cái sản phẩm của mình trước khi gọi điện thoại cho anh Thanh nha anh em. Đây, cho anh em xem rõ đây. Đây là mã số 3. Rồi, mã số 3 anh. Dạ. Rồi, cho em xin dòng anh ơi. Cái này 5 tược là ngũ phúc nha anh em. 5 tược luôn. Dạ. Số 3. Dạ. Rồi, giá luôn anh số ơi. Số 3 giá 1 triệu luôn nha anh em. Đồng giá 1 triệu luôn anh em ơi, số 3. Rồi, như vậy là cho em xin số 4 luôn anh ơi. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Rồi, số 4 lên. Này hàng độc lạ luôn nha anh em. Độc lạ luôn, giống như hũ công cổ đây. Đó, xem rõ anh em ơi. Nhờ anh cắt chỉnh sửa cho nó đồng thanh đồng thủ luôn nè.
mã số 4 nha anh em. Gần như là con khu cao cổ. Này cắt bỏ tới đây là vừa nha anh em. Rồi, mời dạ. Anh luôn. À. Đây dáng này cây quái 4. Nha anh em. Số 4. Số 4 nha anh em. À. Rồi, chúng ta đọc đúng mã số để gọi danh thanh nha anh em. Số 4. Số 4 giá 1 triệu luôn anh em. 1 triệu luôn. Dạ. Yeah. Số 4 giá 1 triệu luôn. Rồi, cảm ơn anh. Cho em số 5 lên anh ơi. Rồi, mở số 4 xuống nha. Cái này giờ anh em trồng cái dáng này cũng được nữa nè anh em. Dạ. Yeah, dạ, yeah, dáng nghiêng này cũng được nữa nè. Cảm ơn anh nhiều, cho lên số 5. Rồi, số 5 anh em ơi. Số 5. Rồi, cây có mã số 5 nha anh em. Rồi, cây này mã số 5 nha anh em. Điện thoại quen thuộc gọi cho anh Thanh 0919 990 408. Nhận điện thoại đến 23 giờ. Ngoài giờ 23 thì chúng ta sẽ ốp máy nghỉ ngơi. Mong anh em thông cảm. Rồi, cái này là mã số 5 nha anh em. Lô này cây đế quái quái không anh em? Dạ. Mini mà quái quái đẹp đẹp không? Rồi, số 5 này giá nhiêu anh ơi? Dạ, số 5 cũng 1 triệu luôn anh em. Rồi, 1 triệu anh em ơi. Một triệu luôn, số 5. Rồi, vậy là cho em một vòng và cho số 6 lên anh ơi. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Em đây em mới xuống cây anh. À, rồi rồi, anh có gửi phiếu cho có gửi em gì? Rồi rồi, về bánh kiểm tra giùm có gì điện cho anh ha. Dạ dạ, có gì điện. Rồi, số 6 đây. Số 6 đây bà con ơi. Nguyên cục ghế nôm luôn nha anh em. Quá đã. Mã số 6 anh em ơi. Số 6. Mã số 6. Rồi, số 6 anh. Dạ, số 6. Cái này cắt nhiều còn hơi cao, hạ xuống chút nữa nha anh em. Cái này giờ anh em đóng đây con bò với đây con bò với đây con bò là bật. Cái này anh em ghép 3 bò là chơi được anh em. Dạ, cảm ơn anh rất dạ. Nhiều. Dạ, số 6 này anh báo giá nhiêu ạ? Dạ, số 6 cũng 1 triệu luôn anh em. 1 triệu luôn em ơi. Số 6 1 triệu luôn. Rồi, cảm ơn anh và cho em số 7 lên anh ơi. Số 7 nha bà con. Chuẩn bị số 7 lên đây. Rồi, số 7 lên. Này đế quái quái không à nghe anh em. Đế quái. Đế nôm mà đế quái. Đế quái. Dạ. Yeah. Cây nó cũng quái nữa. Số 7 nha anh em. Yeah. Rồi giá luôn anh ơi. Quái này cũng đồng giá 1 triệu luôn nha anh em. Đồng giá luôn. Dạ. Yeah. Đồng giá 1 triệu anh em ơi. Giống như cửa hàng đồng giá một lọt luôn. 1 triệu luôn. Rồi cảm ơn anh và cho số 8 lên anh ơi.
lên nha anh em. Rồi, số 8 lên đây. Số 8. Đây có mã số 8. Sau khi mà gọi giao lưu phôi thì chúng ta nhớ đọc rõ cái mã số. Và đây là phôi số 8. Mã số 8. Rồi mã số 8 anh em ơi. Anh em ghép đàn bò với đàn bò với môi đàn bò nha anh em. Dạ, đàn bò. Bên đàn bò với cái ngọn bò. 2 4 6 cây này anh em ghép 6 bò là chơi được anh em. Dạ. Số 8. Rồi, như vậy là báo giá số 8 là nhiêu anh ơi? Dạ, số 8 cũng 1 triệu luôn anh em. 1 triệu luôn. Rồi vậy là cho em số 9 lên anh ơi. Đồng giá 1 triệu nha anh em. Rồi số 9. Số 9 đây à. Số 9. Số 9 đây. Dạ báo giá nhiêu anh ơi? Dạ cây số 9 1 triệu anh em. Rồi 1 triệu luôn. Này giờ anh em ghép đen bo với trên ngọn này 2 bo luôn anh em. Tiếp tục 1 triệu luôn. Dạ. Rồi cảm ơn anh rất nhiều. Số 9 1 triệu luôn. Rồi như vậy là cho em số 10 lên anh ơi. Rồi số 10 lên. Cây này dữ lắm quái nha anh em. Số 10 à. Mã số 10. Cây này có mã số 10 khá quái nha anh em. Số 10 đây. Số 10. Rằng anh em ủng hộ. Rất cảm ơn tình cảm của anh em đã dành tặng cho anh em. Cái này nếu dày quá dày nữa anh em cắt bỏ này cũng được đó nghe anh em. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh số 10 giá nhiêu anh ơi? Dạ số 10 cũng giá 1 triệu luôn anh. 1 triệu luôn, số 10. Dạ. Rồi tiếp tục cho 11 lên anh ơi. Dạ, số 10 lên. Dạ, số 10. Lép 10 cây lên dạ. 10 cây. Rồi tạm biệt, mời anh em tiếp tục đón xem cái video thứ hai. Chào anh Thanh và cho lời chào khán giả này. Dạ, chào anh em nha. Rồi anh tạm em. Biệt, chúc sức khỏe anh. Và anh em nhớ coi kênh, giờ em sẽ chia giờ ra 5 giờ chiều hoặc 6 giờ sáng nha anh em. 2 giờ hả anh? Chia dạ. 2 giờ ha? Dạ, chia 2 giờ đó, anh em nhiều khi sáng anh em còn uống cà phê trước khi đi làm đó. Dạ. Thì anh em coi nó cũng dễ. Dạ. Và 5 giờ chiều nhiều khi anh em đi làm về đó, anh em coi nó cũng dễ. Dạ, rất cảm ơn anh đã thông báo giờ cho bà con mình.
tạm biệt và hẹn gặp lại anh những clip tiếp theo. Bến chào tạm biệt. Yeah.